À, chào các bạn nha. Hôm nay mình giới thiệu với các bạn một cái bẫy chuột mà không dùng lò xo, không dùng cái những cái lực nào để đóng cánh cửa hết, ngoài cái sức nặng của cái cánh cửa. Thì cái lồng này mình làm để mình bẫy những con chuột nhỏ, những con chuột nhắt ở trong nhà nha. Thì cái chiều dài của nó 24 nè, chiều dài nó 24, cao 8 ha, và ngang nó cũng 8 luôn, ngang cũng 8 luôn. Ở đây nó có một cái cánh cửa, đây nó có một cái cây chặn cửa lồng đây nè, bằng giấy kẽm 2 ly các bạn ha. Nè, cái này là các bạn mở ra nè. Ở đây có một cái cánh cửa, ở trên cánh cửa nó có một cái miếng dây kẽm này để nó, đấy các bạn thấy nó chặn nó lại này. Đây nó có một cái cây để nó giữ cái cánh cửa khi chúng ta gài bẫy này. Một cái cây móc mồi. Rồi cái bẫy gài gài cũng đơn giản các bạn. Một tay các bạn mở nó lên này. Mở nó lên. Đẩy cánh cửa lên. Cái cây này chúng ta giữ cánh cửa lại. Và đây chúng ta móc vô rồi. Khi gà nó như thế vậy các bạn, khi con chuột nó vô nó ăn này. Nó ăn cái này này, nó gà chỗ này, con chuột mở ra không được đó. Bẫy này rất là hiệu quả nha các bạn. À, nó không tốn các bạn chi phí nhiều mà dễ làm nữa. Ở đây mình có một cái này bắt gà rồi để gấp lại. Đây mình giải lại cho các bạn xem. Mở cánh cửa lên này, mở cây cánh cửa lồng lên, đẩy cánh cửa lên, móc lại. Mình sẽ trình chiếu cho các bạn xem một pha chuột nó vô nó ăn mồi với cái bẫy này nha các bạn.